Với nguyên liệu là xà khô có nhiều xơ, liệu có thể nghiền thành bột mịn theo yêu cầu của khách hàng, lại còn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy cùng với Bình Minh cùng nhau theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Sau quá trình tư vấn kỹ lưỡng, khách hàng đã lựa chọn dòng máy nghiền thức ăn chăn nuôi B30 phiên bản inox 100%. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ cho các khách hàng nghiền nhỏ nguyên liệu xà khô. Và quá trình lắp ráp máy đang được diễn ra cùng với sự có mặt trực tiếp của các khách hàng. Đi cùng với máy nghiền B30, khách hàng đã đặt thêm hệ thống silo bầu cắt gió, cũng được làm hoàn toàn bằng 100% chất liệu inox 201. Và quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Ngay bây giờ, kỹ thuật viên sẽ tiến hành quá trình nghiền nhỏ xả khô với mặt sàn 0,6 ly theo yêu cầu của khách hàng. Được sản xuất ngay tại trong nước, do công ty Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất, được bày bán trực tiếp tại xưởng không qua bất kỳ khâu trung gian nào, nên giá thành sẽ là tốt nhất trên thị trường. Xà máy nghiền thức ăn chăn nuôi B30 inox được thiết kế bằng các chất liệu cao cấp gồm vỏ máy inox, búa nghiền inox, mặt sàn inox, đảm bảo an toàn thực phẩm. Với thiết kế này, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng máy trong thời gian dài mà không lo han gì hỏng hóc, đồng thời đảm bảo trong quá trình xay nghiền không phát sinh mùi lạ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, đúng với mong muốn của khách hàng. Được thiết kế rất đơn giản, dễ dàng sử dụng với người dùng, chỉ cần kết nối nguồn điện, sau đó cho nguyên liệu cần nghiền vào phễu, máy sẽ tự động nghiền và đưa ra nhanh chóng ở cửa xả. Được đánh giá là dòng sản phẩm máy nghiền công nghiệp năng suất cao, có thể nghiền được đa dạng các loại nguyên liệu như nghiền quế, nghiền xả, nghiền dược liệu, lá chè hay nghiền nông sản để làm thức ăn chăn nuôi. Máy được thiết kế với giá bắt động cơ chân dài vững chắc, kiểu dáng hiện đại với buồng làm việc rộng rãi, phù hợp với các hộ kinh doanh, các nhà máy chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sản xuất dây chuyền. Thuộc dòng máy công nghiệp, với phần toa nạp được thiết kế dạng phễu lớn, bề mặt phẳng dốc về gần phía cửa nạp. Hơn nữa, trước cửa nạp máy còn được thiết kế thêm thanh chắn, giúp người dùng điều chỉnh lượng nguyên liệu chảy vào máy tránh tình trạng tắc nghẽn khi đang hoạt động. Được trang bị động cơ mạnh mẽ 45 kW nguồn điện 380V, máy nghiền B30 cho năng suất từ 1 đến 1,5 tấn trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu và mặt sàng. Quá trình nghiền diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng. Máy được vận hành khá đơn giản, thao tác dễ dàng, chỉ cần một nhân lực đứng máy. Khi máy hoạt động, động cơ chuyển động từ dây đai qua bu li đến bộ nghiền của sản phẩm. Từ đây, dưới tác động của lực 30 bù đập, nguyên liệu sẽ được nghiền nhỏ đi qua mặt sàng. Bộ cánh quạt sẽ hút thành phẩm ra ngoài. Và để thuận tiện cho công việc thu gom thành phẩm, khách hàng có thể tham khảo đặt mua combo máy nghiền B30 cùng bầu cắt gió giúp hạn chế bụi bay ra ngoài không khí cũng như giúp thu gom nguyên liệu. Cuối cùng, đây chính là thành phẩm bột xả theo đúng yêu cầu của khách hàng. Đến đây thì quá trình bàn giao cũng đã đến hồi kết thúc. Mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.